Kính thưa quý vị, lời đồn về sức khỏe của nguyên chủ tịch nước, kiêm tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà dân gian hay gọi là tổng chủ Nguyễn Phú Trọng, đã có cơ sở. Vào sáng ngày 3 tháng 5, theo lịch trình, tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ xuất hiện tại đám tang ông Lê Đức Anh, nhưng truyền thông trong nước chính thức xác nhận Nguyễn Phú Trọng không có mặt tại tang lễ này. Vào lúc 7 giờ 15 phút, chúng tôi cập nhật từ báo Dân Trí cho thấy Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không xuất hiện tại lễ tang. Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng, còn đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân hay gọi là Ngân Đù dẫn đầu vào viếng, còn đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng. Trưởng ban lễ tang Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn không xuất hiện tại lễ tang của nguyên Chủ tịch nước tại Hà Nội, gần nơi ông Nguyễn Phú Trọng sinh sống, vậy mà ông này đã không thể xuất hiện. Trước đó, vào hôm 25 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không khỏe nhưng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường. Theo như truyền thông trong nước loan tin, lễ tang của Đại tướng Chủ tịch nước Lê Đức Anh diễn ra vào ngày 3 và 4 tháng 5 và người đứng đầu làm trưởng ban tổ chức lễ tang đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Đừng nói chúng tôi là những người loan tin thất thiệt khi sự việc đã được khẳng định rằng ông Nguyễn Phú Trọng không hề xuất hiện trong tang lễ của một nguyên chủ tịch nước. Người là một trong tứ trụ như chính ông này. Trước đây, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trong các tang lễ là người dẫn đầu, kể cả là tang lễ của Trần Đại Quang, chủ tịch nước mới qua đời vào năm ngoái. Cho dù lúc ấy, nhiều người không muốn ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện vì ông này được coi như là kẻ chủ mưu gây ra cho cái chết của ông Trần Đại Quang. Còn với cái chết của Lê Đức Anh thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không bị mang tiếng gì. Chỉ có một điều, ông Lê Đức Anh chết không phải vào giờ thiêng. Ông chết vào lúc mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đang thấp thỏm lo lắng, đang thở những hơi dồn dập trên giường bệnh. Và đó là lý do tại sao quốc tang của ông phải bị hoãn cho tới ngày hôm nay. Cần nhắc lại rằng, lễ tang của Đại tướng Lê Đức Anh sẽ diễn ra trong hai ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 5 năm 2019, theo như lịch trình của Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương cùng Ban Tang lễ Quốc gia đã tổ chức. Lễ viếng diễn ra vào lúc 7 giờ sáng nay, ngày mùng 3 tháng 5 năm 2019, tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội. 11 giờ diễn ra lễ truy điệu nguyên chủ tịch nước. Trước đó, cần nhắc lại, ông Nguyễn Phú Trọng vào Nam thăm Kiên Giang, gặp gỡ con trai của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị, và sau đó ông được tin là đã phải nhập viện ngay lập tức. Từ đó đến nay, truyền thông nhà nước cho dù có đăng tải những thông tin về ông Nguyễn Phú Trọng nhưng cùng lắm chỉ là những mẫu về thư chúc mừng hay gửi điện buồn cho nước này nước kia. Còn hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đáng lý ra hôm nay tang lễ của Chủ tịch nước Lê Đức Anh là cơ hội để ông xuất hiện cho dù chỉ trong vài giây, nhưng điều đó đã không thể thành hiện thực. Lời hứa của Bộ Ngoại giao về việc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm quay trở lại làm việc bình thường làm cho người dân càng thêm nghi ngờ về bệnh tình của ông, không biết ông còn sống sót hay đã an nghỉ nơi nào. Trong chương trình quốc tang của nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh, ông Nguyễn Phú Trọng dự kiến sẽ làm trưởng ban, xuất hiện với vai trò là chủ trì tang lễ và trong cả lễ truy điệu. Nhưng ông đã làm và đã không thể làm được như cách mà trước đây đã làm trưởng ban lễ tang cho cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông Nguyễn Phú Trọng cho đến lúc này, tại thời điểm chúng tôi đang nói đây, vẫn chưa xuất hiện.
Trong ngày đầu tiên của tang lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người vừa đảm nhiệm vai trò đọc điếu văn. Vai trò này đáng ra phải dành cho Nguyễn Phú Trọng, nhưng nay ông Phúc đã làm thay. Điều này khiến cho nhiều người nhớ đến tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam về tình hình sức khỏe của ông. Hôm 25 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời báo chí trước những câu hỏi của phóng viên về sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một cách rất hùng hồn rằng: sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã bị ảnh hưởng bởi khối lượng công việc nặng và thay đổi khí hậu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm quay trở lại làm việc bình thường. Lời tuyên bố của bà phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bằng tiếng Anh mà chúng ta có thể tìm kiếm trên Twitter cũng như trong các cái tuyên bố của Bộ Ngoại giao. Trước đó, Jim Benson, phóng viên của hãng thông tấn Reuters tại Hà Nội, đăng trên Twitter hôm 25 tháng 4 rằng lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người kiến thiết chiến dịch chống tham nhũng, đang bị một căn bệnh chưa được xác định, bốn nguồn tin ngoại giao cho biết. Ông Nguyễn Phú Trọng sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện 108 tại Hà Nội, cũng theo một ngoại giao xin giấu tên. Quý vị có thể tìm thấy dòng chia sẻ trạng thái này của nhà báo kỳ cựu của hãng thông tấn Reuters, một trong những hãng tin uy tín nhất thế giới hiện nay. Trong đó, Reuters xác nhận bốn nguồn tin ngoại giao mà chúng tôi đến nay vẫn chưa thể biết được đó là rò rỉ ra từ phía nào. Không biết có phải từ Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương hay từ bên phía Bộ Ngoại giao của cánh Phạm Bình Minh. Nhưng đã cho hãng thông tấn Reuters biết rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã bị bệnh và bệnh rất nặng. Một phóng viên của hãng thông tấn như Reuters không thể tự ý đăng những thông tin bởi vì họ bị chế tài bởi luật. Nhưng liên quan đến sức khỏe của lãnh đạo Việt Nam như ông Nguyễn Phú Trọng thì ông này cũng đã phải xác nhận dòng tin trên Twitter. Quay trở lại với tường thuật về tang lễ của ông Lê Đức Anh, báo chí trong nước ca ngợi ông Lê Đức Anh rằng tài sản của đại tướng Lê Đức Anh chẳng có gì đáng giá. Không có gì đáng giá, thật là nực cười. Nghe những dòng tít tiêu đề của các báo chí trong nước, nhiều người nói với chúng tôi rằng họ chỉ muốn ói mà thôi. Như một cách bưng bô, đại tá Hồ Văn Sơn Đài, người từng hơn 10 năm gắn bó giúp việc cho nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh, đã chia sẻ với đài truyền hình VTC News rằng Lê Đức Anh, ông là người liêm khiết, không lo cho mình, chỉ lo cho mọi người. Ngoài căn nhà được nhà nước cấp, tài sản của bác dường như chẳng có gì đáng giá. Trong căn nhà ấy cũng không có vật dụng gì giá trị khoảng 5-7 triệu trở lên. 5-7 triệu trở lên, xin lỗi, ông không có. Nhưng 5-7 tỷ trở lên thì ông dư đầy. Một cách bưng bô rất quen thuộc của truyền thông trong nước khi nói về những người đã khuất. Chẳng biết khi sống họ có thể đối xử với nhau bằng những lời tốt đẹp hay chỉ bằng những lời nịnh bợ mà thôi. Nhưng khi một trong những vị lãnh đạo, cho dù là lãnh đạo tệ nhất, hạ màn, chôn xuống đất, thì họ vẫn còn có thể dùng những lời lẽ rất là mị dân để lừa dối người này người kia. Còn quay lại với diễn biến thời sự, vào lúc 11 giờ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã phát động tuyên bố lễ truy điệu. Lúc 10 giờ 45, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đọc một bài diễn văn thay mặt ban tổ chức lễ tang tuyên bố lễ truy điệu đại tướng Lê Đức Anh chính thức bắt đầu. Báo VN Express dẫn lời với các hình ảnh đăng kèm trong buổi lễ sáng nay về việc ông Trương Hòa Bình công bố lễ quốc tang nhưng vẫn không có hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng. Như vậy, trưởng ban tang lễ Nguyễn Phú Trọng đã không có mặt chủ trì lễ viếng và lễ truy điệu vào sáng ngày 3 tháng 5. Cho đến tại thời điểm hiện nay, chúng tôi chính thức xác nhận ông Nguyễn Phú Trọng không hề xuất hiện trên bất kỳ một phương tiện truyền thông nào, ngoại trừ một bó hoa của ông. Vào khoảng 11 giờ, tại sân nhà tang lễ quốc gia, đội nghi lễ bắt đầu chuẩn bị đoàn xe tang
và cỗ Linh Xa để đưa cố chủ tịch nước Lê Đức Anh ra sân bay. Báo in VN Express chụp hình và dẫn nguồn tin loan tin này. Sau lễ truy điệu, linh cữu của cố chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ từ nhà tang lễ quốc gia đi qua nhà công vụ nơi ông từng ở, đó là số 5A Hoàng Diệu, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ chủ tịch, rồi chạy ra sân bay Nội Bài, sau đó đáp lịch trình vào thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, linh cữu sẽ đi qua quân khu 7, nơi ông từng là tư lệnh kiêm chính ủy quân khu, đi qua nhà riêng ở 240 Bắc Tơ trước khi đến nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Cần nhắc lại rằng trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 5 khi tổ chức quốc tang cho ông Lê Đức Anh, các hoạt động diễn ra sẽ không được bình thường và nhiều người dân cho rằng đây là một việc làm hết sức phí phạm và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Dư luận lo ngại về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng đi kèm với việc tổ chức tang lễ cho ông Lê Đức Anh. Ở một khía cạnh nào đó, ông Lê Đức Anh chết đi lại là cơ hội để cho nhiều người dân nhìn thấy một thực trạng rất đau lòng của đất nước, đó là sức khỏe của các lãnh đạo là một bí mật quốc gia. Những người làm công cho chúng ta nay có bị gì, ốm yếu ra sao chúng ta lại không được quyền biết mà bị coi đó là một bí mật. Quý vị nghĩ sao về điều đó? Còn với chúng tôi thấy rất buồn cười, nếu không muốn nói là hết sức phẫn nộ. Nhưng để bù qua cho việc những tức giận đó, có lẽ nếu ông Nguyễn Phú Trọng không thể gượng dậy nổi và sau tang lễ của Lê Đức Anh chỉ cần vài ngày sau đó có thêm lễ tang thì người dân lại có cớ ăn mừng.